Kimmy sẽ giới thiệu đến quý vị giọng hát của Thảo Ly, một hoa hậu, rồi còn võ sư, rồi còn MC nữa. Đây tiếng hát của Thảo Ly, xin mời Thảo Ly. Trời xin ơi. Quý vị cho Thảo Ly một tràng pháo tay. Xin cảm ơn, cảm ơn. Thảo Ly xin kính chào quý vị. Để tiếp nối chương trình, Thảo Ly xin gửi đến quý vị một ca khúc được mang tên Đón Xuân. Xin được phép hát cùng với chị hai đứa mình hát đi. Ly biết trong sàn này có nhiều người rất là biết nhảy, các đôi chân vàng của các vũ trường. Xin mời chị Mai Phương, mời với anh lên sân khấu, mời ra sàn nhảy ạ.
MC đâu rồi? Mời MC. Xin mời. Dạ. Ai? Vâng, dạ, xin quý vị cho một tràng pháo tay cho Quốc Dũng ạ. Xin lỗi quý vị, Kim My. Ồ, đã đây rồi. Kim My giới thiệu đến quý vị tiếng hát của Quốc Dũng. Dạ, với bài Đồn Vắng Chiều Xuân. Quốc Dũng xin được kính chào tất cả quý vị và xin chúc tất cả quý vị một năm mới tràn đầy hạnh phúc và bình an. Nhạc phẩm Đồn Vắng Chiều Xuân, Quốc Dũng xin được gửi đến tất cả quý vị.
sống bên rừng mai. Nếu mai không nở, anh đâu biết xuân về hay chưa. Hẹn em một cánh thư xuân, nhớ nhung đồng đầy cho chiến sĩ vui miền xa xôi. Hẹn em khi khắp nơi yên vui, mùa xuân này có riêng tôi mình. Phút giây mộng mơ nâng cánh hoa mai nhẹ rớt trên vai gầy, lòng chơi với ngỡ giữa xuân vàng dáng em sai, lòng chơi với ngỡ giữa xuân vàng dáng em. Cảm ơn Đức Dũng ạ. Chào Kimmy, xin thấy giới thiệu là sẽ có một dòng hát nữ rồi một dòng hát nam nha. Đôi khi mà nếu mà nam thình nữ suy thì Kimmy sẽ xin giới thiệu hai người. Dạ, tiếp theo Kimmy sẽ xin giới thiệu với quý vị chị Ngọc Hân. Ngọc Hân sẽ gửi đến quý vị bài hát của nhạc sĩ Văn Phùng, đó là bài Xuân Họp Mặt. Trước thềm năm mới, Ngọc Hân xin chúc cho quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và tấn tài tấn lộc và tấn bình an. Yeah.
hơn, giờ Ngọc Hân sẽ trở lại. Quý vị ơi, quý vị có thấy có một cái chỗ nào mà một nghị viên thành phố mà lên đây làm rất là giỏi mà nhảy cũng rất là hay như là Kimberly Hồ? We love you. Và chúng ta không quên có chị một cái một nữ tướng ở đường kia cũng rất là anh dũng, đó là chị Hiên. Xin cho chị Hiên một tràng pháo tay, đó là vua quân của anh Nguyễn Mạnh Chí. Và tiếp theo, cháu xin gửi một bài hát để tặng cho hai bác thân phụ của Kimberly Hồ, bài hát Xuân Này Con Không Về của anh Hồ, anh Mạnh Hồ. Xin mời anh Mạnh Hồ. Bài này để nhớ quê nhà. Trước thềm năm mới, xin chúc quý vị được một năm mới an khang thịnh vượng và dồi dào sức khỏe. Cảm ơn anh Mạnh Hồ.
nhạc sĩ Hữu Quang một tràng pháo tay nữa. Kính thưa quý vị, cái bài hát Xuân Này Con Không Về là một trong những bài hát mà sau năm 1975 tất cả các bài hát đều bị cấm, nhưng bài này kể cả những người lính gọi là cái gì bộ đội miền Bắc á, là người ta đều cũng hát, là họ không có thể nào cấm được. Đây là một trong những bài hát phải nói là bất tử. Cảm ơn anh Mạnh Hồ. Để tiếp theo Kimmy xin mời anh Vân. Anh Vân hát bài Và Tôi Cũng Yêu Em với giọng bè của Kimmy. Xin mời anh Vân. Thảo nha. Sau đó là Thảo chuẩn bị. Hoàng Vân xin kính chào tất cả quý vị. Và tôi cũng yêu em, yêu em không sao.
đến đây để hát và chúc mừng cho cái chương trình thành công để diễn hành của chúng ta. Cũng Kimmy cảm ơn các bạn. Kimmy giọng hát tiếp theo, Kimmy sẽ giới thiệu Thanh Thảo. Năm mới xin Thanh Thảo xin chúc tất cả các anh chị có nhiều được nhiều sức khỏe và ước gì được nấy nha. Thưa với quý vị, chương trình ngày hôm nay sẽ hết đêm. Xin mời tất cả những người còn đang ở phía dưới, chúng ta kéo lên trên này cho nó dày dày một xíu. Chúng ta sẽ thưởng thức và ai mà hát được cứ việc hát. Tôi biết là anh David Võ cho chúng ta sử dụng hội trường này qua đêm, và anh sẽ ngủ ở đây để chờ chúng ta về.